Bản tin trưa ngày 5 tháng 7. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị tuần mới nhiều thuận lợi và tốt lành. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin trưa ngày 5 tháng 7. Bản tin có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, F0 tại Bắc Giang bỏ trốn, 28 người đi cùng xe khách bị vạ lây. Bình Dương, Nghệ An có ca Covid-19 tử vong đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu test nhanh Covid-19. Hà Nội bắt nhóm tiêu thụ ô tô trộm cắp, thu giữ gần 80 chiếc. Dự báo thời tiết, Bắc Bộ mưa to, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông giật cấp 9. Quy định mới về hộ chiếu gắn chip điện tử. Tin thế giới, Hoa Kỳ kỷ niệm lễ độc lập, ông Biden đón 1.000 khách, hàng ngàn người dự lễ meeting của ông Trump. Tổng thống Biden chỉ đạo điều tra về vụ tấn công bằng mã độc vào công ty Mỹ. Montenegro có nguy cơ phải gắn đất để trả nợ cho Trung Quốc. Tại Myanmar, 25 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa dân quân và quân đội. Triều Tiên từ chối vaccine COVID-19 của chương trình COVAX. Và sau đây là thông tin chi tiết. Mở đầu là thông tin trong nước. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 7, Bộ Y tế thông báo thêm 328 ca nhiễm virus Vũ Hán tại 11 tỉnh thành. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh 175 ca, Đồng Tháp 100 ca, Phú Yên là 23 ca, Hưng Yên 9 ca, Khánh Hòa 8 ca, An Giang là 6 ca, Long An và Bắc Ninh mỗi nơi 2 ca, Lạng Sơn, Đồng Nai và Sóc Trăng mỗi nơi là 1 ca. Như vậy, tính đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam đã có 20.261 ca nhiễm và 86 ca tử vong. Ngoài ra, còn có một số ca tử vong vẫn chưa được công bố. F0 tại Bắc Giang bỏ trốn, 28 người đi cùng xe khách bị vạ lây. Cũng trong hôm qua, giới chức tỉnh Bắc Giang cho biết, một bệnh nhân COVID-19 đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2. Theo thông tin, nam bệnh nhân số 10245, 29 tuổi, trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, làm việc ở Việt Yên, Bắc Giang. Anh này có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 31 tháng 5. Đến ngày 3 tháng 7, được chuyển đến Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2 thuộc xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 7, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này đã không có mặt tại phòng điều trị và đã báo cáo cấp trên để truy tìm. Kết quả rà soát cho thấy, KF0 số 10245 đang đi trên xe khách tuyến Mỹ Đình, Hà Giang, thuộc địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Trên xe có 28 người. Bệnh nhân nói trên đã được đưa đi tiếp tục điều trị, còn 28 người trên xe trở thành F1 và được đưa đi cách ly. Bình Dương, Nghệ An có ca COVID-19 tử vong đầu tiên. Ngành Y tế tỉnh Bình Dương ngày 4 tháng 7 đã ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 tử vong đầu tiên là nữ 64 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Dầu Một. Và chẩn đoán tử vong do tình trạng choáng nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi COVID-19 mức độ nguy kịch, suy tim, rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm. Ca tử vong này hiện chưa được Bộ Y tế công bố. Cùng ngày, Dĩ An áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0 giờ hôm nay ngày 5 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Giới chức Dĩ An khuyến cáo người dân ở nhà và chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, tuyệt đối không tụ tập quá 2 người bên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học, nơi công cộng. Tại Nghệ An, thưa quý vị, cũng vào sáng nay, CDC tỉnh Nghệ An cho biết một nữ bệnh nhân COVID-19 vừa tử vong vào đêm qua tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Bệnh nhân 71 tuổi, ngụ ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Đây cũng là ca bệnh tử vong đầu tiên ghi nhận tại địa phương này và cũng chưa được công bố. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu test nhanh COVID-19. Vào ngày 4 tháng 7, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu test nhanh kháng nguyên, máy xét nghiệm PCR cùng với đội ngũ kỹ thuật vận hành máy. Ông cũng thừa nhận thành phố đang gặp khó khăn khi xét nghiệm tầm soát diện rộng, HCDC bị quá tải, chậm trả kết quả xét nghiệm, việc điều phối xét nghiệm giữa các đơn vị chưa tốt, cách ly chưa nghiêm ngặt và linh hoạt, phương án phòng dịch tại nhà máy, khu công nghiệp chưa hiệu quả. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh từ chiều ngày 3 tháng 7 đề nghị các quận huyện tăng cường test nhanh kháng nguyên, dự kiến từ 150.000 đến 200.000 mẫu mỗi ngày, song song với xét nghiệm real-time PCR. Hà Nội bắt nhóm tiêu thụ ô tô trộm cắp, thu giữ gần 80 chiếc. Chiều ngày 4 tháng 7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã phá một nhóm tiêu thụ ô tô trộm cắp và thu giữ 73 xe các loại. Nhóm nghi phạm nói trên gồm có 3 người, chủ mưu là nam 32 tuổi, quê ở Văn Giang, Hưng Yên và hai đồng phạm ở Thanh Oai và Gia Lâm, Hà Nội.
Sau khi điều tra, cơ quan công an xác nhận nhóm này điều hành gara ô tô thành công, chuyên mua bán, cầm cố ô tô cho thuê, tự lái, ô tô không giấy tờ tại khu đô thị mới Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tùy theo giá trị của tài sản cầm cố mà nhóm này yêu cầu khách hàng trả lãi trung bình 4.000 đến 5.000 đồng 1 triệu một ngày. Đến thời hạn, nếu khách không đến lấy xe thì nhóm này sẽ thanh lý chúng bằng đường chính ngạch hoặc tiểu ngạch. Và tiếp theo là thông tin, Hà Nội đã thu giữ 10 tấn nội tạng bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đội quản lý thị trường số 5 thành phố Hà Nội vào ngày 4 tháng 7 đã tạm giữ chiếc xe tải biển số 51D49362 chở 10 tấn nội tạng, thực phẩm đông lạnh đang phân hủy và không rõ nguồn gốc. Hàng hóa trên xe gồm trang trứng, nầm lợn, kê gà, cánh gà, lươn ngỗng hun khói, rau bạch tuộc, v.v. Phần lớn là những thực phẩm này đều có nhãn mác, bao bì nước ngoài. Tuy nhiên, có một số mặt hàng nầm lợn đã ôi thiêu, bốc mùi nặng nề. Đáng chú ý là lái xe Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1993, ở xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thực phẩm đã hư hỏng nói trên. Đội quản lý thị trường nhận định có thể số hàng hóa trên là lấy từ khu vực biên giới phía Bắc, đang trên đường vận chuyển vào miền Nam. Số hàng hóa trên đã bị thu giữ và chờ xử lý. Dự báo thời tiết, Bắc Bộ mưa to, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông giật cấp 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, nên từ nay cho đến ngày 8 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, thì áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tới, thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 1. Tiếp theo là thông tin, quy định mới về hộ chiếu gắn chip điện tử. Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan xuất nhập cảnh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2021. Theo đó, hộ chiếu kiểu mới có gắn chip trong bìa sao và hộ chiếu phổ thông sẽ đổi trang bìa từ màu xanh lá cây nhạt sang màu xanh tím. Các loại giấy thông hành còn hiệu lực đã được cung cấp cho các cơ quan trước ngày 14 tháng 8 năm 2021 được tiếp tục sử dụng, chậm nhất là đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu mới. Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành. Theo quy định mới, công dân từ đủ 14 tuổi có quyền được làm hộ chiếu phổ thông hoặc hộ chiếu gắn chip điện tử. Hộ chiếu có giá trị sử dụng trong 10 năm. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Hoa Kỳ kỷ niệm lễ độc lập, ông Biden đón 1.000 khách, hàng ngàn người dự lễ meeting của ông Trump. Hoa Kỳ đã kỷ niệm ngày lễ độc lập vào Chủ nhật ngày 4 tháng 7 với nhiều hoạt động được tổ chức trực tiếp sau hơn một năm gần như tê liệt vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tòa Bạch Ốc đã tổ chức một bữa tiệc BBQ ngoài trời với sự tham gia của 1.000 khách mời, đánh dấu sự kiện đông người nhất kể từ khi ông Biden lên nắm quyền. New York đã bắn 65.000 quả đạn pháo hoa để chào mừng ngày lễ quốc khánh lần thứ 245. Các cộng đồng lớn và nhỏ trên khắp Hoa Kỳ đều tổ chức các cuộc diễu hành và lễ kỷ niệm riêng với màn bắn pháo hoa vào cuối ngày. Một lá cờ Hoa Kỳ lớn nhất từ trước tới nay đã được treo ở đập Hoover, mỗi ngôi sao cao hơn 5 mét và cần 15 người mới mở được lá cờ. Trước đó, hôm 3 tháng 7, hàng ngàn người đã xếp thành hàng dài chờ tham dự cuộc vận động cứu nước Mỹ lần thứ hai của cựu Tổng thống Trump ở Sarasota, Florida. Người ủng hộ mang theo tấm bảng nhỏ cứu nước Mỹ đã đứng chật cứng khu chợ nơi diễn ra cuộc meeting. Thượng nghị sĩ Florida, đồng thời cũng là chủ tịch của Đảng Cộng hòa Florida, ông Joe Rotter, nói rằng đó là một ngày lịch sử đối với Sarasota và cuộc meeting có thể là sự kiện lớn nhất từng được tổ chức trong quận. Tổng thống Biden chỉ đạo điều tra về vụ tấn công bằng mã độc vào công ty Mỹ. Tổng thống Joe Biden hôm 3 tháng 7 cho biết, ông đã chỉ đạo các cơ quan tình báo điều tra thủ phạm của vụ tấn công bằng mã độc tống tiền tinh vi nhắm vào hàng trăm công ty Mỹ mới đây. Ông Biden nói với báo giới trong chuyến đi đến Michigan, "Chúng tôi chưa chắc chắn ai đứng sau vụ tấn công này. Theo suy đoán ban đầu thì không phải là chính phủ của Nga, nhưng chúng tôi vẫn chưa chắc chắn."
Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Geneva vào ngày 16 tháng 6, ông Biden kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin truy quét các tin tặc mạng đến từ Nga, đồng thời cảnh báo về hậu quả nếu các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền như vậy tiếp tục gia tăng. Ông Biden cho biết sẽ nhận được báo cáo về cuộc tấn công mới nhất này vào hôm Chủ nhật 4 tháng 7. Tổng thống Mỹ nhắc lại nội dung trao đổi với Tổng thống Nga tại cuộc họp thượng đỉnh và nói: "Tôi đã nói với ông Putin rằng nếu vụ tấn công dựa trên công nghệ của Nga hay có dính líu đến Nga thì chúng tôi sẽ đáp trả." Trước đó hôm 2 tháng 7, một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền đã làm tê liệt mạng của ít nhất là 200 công ty Hoa Kỳ vào thứ Sáu ngày 2 tháng 7 và khiến hàng ngàn công ty khác bị ảnh hưởng. Montenegro có nguy cơ phải gán đất để trả nợ cho Trung Quốc. Theo trang tin của Mỹ NPR, Montenegro có thể phải gán đất để trả nợ cho Trung Quốc nếu không đủ khả năng chi trả cho khoản vay để xây dựng con đường cao tốc dài gần 500 km ở nước này. Dự án cao tốc được ký kết vào năm 2014 với Tổng Công ty Cầu đường Trung Quốc. Trong đó, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã cấp cho Montenegro khoản vay gần 1 tỷ đô la Mỹ. Theo điều khoản hợp đồng, nếu khoản nợ không được thanh toán đúng hạn vào tháng 7 năm nay, ngân hàng cho vay có quyền thu giữ đất bên trong Montenegro, miễn là nó không thuộc quân đội hoặc được sử dụng cho mục đích ngoại giao. Trong khi đó, Montenegro gần như đã không có khả năng chi trả cho khoản nợ, vốn đã vượt quá tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Trước đó, hồi tháng 4 năm 2021, Montenegro đã cầu cứu EU giúp đỡ tài trợ cho khoản vay nhưng đã bị từ chối. Dự án này nằm trong sáng kiến vành đai và con đường mà Chủ tịch Tập của Trung Quốc đã khởi xướng với hàng ngàn tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng tại những quốc gia trải dài từ Đông Á đến châu Âu. Sáng kiến này đã gây nhiều tranh cãi với lo ngại rằng một số quốc gia nghèo sẽ chịu gánh nặng nợ, trong khi Trung Quốc tận dụng điều này để tăng cường ảnh hưởng địa chính trị. Tại Myanmar, 25 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa dân quân và quân đội. Theo trang tin địa phương, một cuộc đụng độ giữa lực lượng dân quân và quân đội Myanmar tại phía tây thị trấn Tabayin, vùng Sagaing đã khiến cho 25 người thiệt mạng. Cuộc đối đầu đã diễn ra vào cuối tuần trước, trong đó 150 binh sĩ quân đội có sự yểm trợ của pháo binh đã tấn công vào khu vực này, còn lực lượng dân quân thì chỉ được trang bị súng truyền thống. Theo người dân địa phương, quân đội đã nã ít nhất là 40 quả đạn pháo trong cuộc tấn công và các nhân chứng cho biết đã phát hiện tổng cộng là 17 thi thể trong ngày 3 tháng 7 và tìm thấy thêm 8 thi thể khác vào ngày 4 tháng 7. Trong số người thiệt mạng có cả dân thường, lực lượng dân quân và quân đội. Khu vực Sagaing là nơi xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa quân đội và lực lượng dân quân. Hôm 2 tháng 7, giao tranh giữa hai bên đã nổ ra tại thị trấn Depayin thuộc khu vực này. Hàng ngàn cư dân của 11 ngôi làng trong thị trấn đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc pháo kích của quân đội. Tiếp theo, mời quý vị chuyển sang điểm tin COVID-19 trên thế giới. Triều Tiên từ chối vaccine COVID-19 của chương trình COVAX. Yonhap ngày 4 tháng 7 cho biết, chính phủ Triều Tiên được cho là không hợp tác với chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu. Theo đó, Bình Nhưỡng đã không hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết để được nhận vaccine từ tổ chức này. Liên minh vaccine Gavi điều phối chương trình COVAX cho biết, Triều Tiên mới chỉ hoàn thành 2 trong số 7 bước bắt buộc để được nhận vaccine. Triều Tiên không muốn phải nộp các tài liệu và số liệu cho COVAX, bao gồm kế hoạch tiêm chủng cho quốc gia và số người sẽ được tiêm. Một số nguồn tin cho biết, Bình Nhưỡng đã từ chối các nhân viên cứu trợ quốc tế nhập cảnh vì lo ngại dịch COVID-19 lây lan. Nước này cũng bày tỏ sự dè dặt về tính an toàn của vaccine AstraZeneca và không ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp vaccine gây ra các phản ứng phụ. Hồi tháng 3, Gavi đã công bố kế hoạch gửi 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca tới Triều Tiên vào tháng 5, nhưng các chuyến hàng đã bị trì hoãn sau khi Triều Tiên không muốn tuân theo các hướng dẫn và quy tắc của COVAX. Thủ tướng Luxembourg nhập viện vì nhiễm COVID-19. Vào ngày 4 tháng 7, thông báo của chính phủ Luxembourg cho biết, Thủ tướng Xavier Bettel vừa phải nhập viện để kiểm tra đánh giá sức khỏe sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19. Thủ tướng vẫn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình thông qua hình thức làm việc từ xa và tự cách ly 10 ngày. Trước đó, Thủ tướng Luxembourg đã bị nhiễm COVID-19 vào ngày 28 tháng 6, sau khi ông dự hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles, Bỉ khoảng 2 ngày. Tuy nhiên, không có ai trong số 26 lãnh đạo EU còn lại có nguy cơ mắc bệnh. Ông Bettel cũng đã tiêm một liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca vào ngày 6 tháng 5. Ý phá đường dây buôn bán hộ chiếu vaccine giả. Theo Reuters, cảnh sát Ý hôm 3 tháng 7 đã phá vỡ một số đường dây buôn bán trực tuyến, chứng nhận kỹ thuật số của Liên minh châu Âu EU, xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19, còn gọi là hộ chiếu vaccine giả mạo.
Cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Tội phạm mạng ở Milan điều phối cho thấy, hàng ngàn người đã sẵn sàng trả tiền cho những hộ chiếu vaccine giả này, nhiều người không phải công dân EU. Giá trọn gói gồm có chứng nhận giả và một lọ vaccine dao động từ 110 đến 130 euro, tương đương với 130 đến 155 đô la Mỹ. Chưa rõ liệu có liều vaccine giả nào được giao cho khách hàng hay không, tuy nhiên, cảnh sát Ý đã tìm thấy nhiều chứng chỉ COVID-19 giả mạo. Những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Khỏe Tự nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi trưa an lành và đừng quên thực hiện các biện pháp 5K để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.